Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube Tô Màu cho những bức tranh của mình. Và hôm nay mình có chuẩn bị sẵn một bức tranh về một nhân vật hoạt hình anime đang mặc một bộ đồ con gấu nhé, nhìn rất là đáng yêu của cute này. Bây giờ hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về nhân vật hoạt hình này nhé. Phần chiếc áo khoác gấu mà nhân vật này đang mặc mình sẽ tô bằng cái bút chì màu nâu nha các bạn. Còn tiếp đến là cái phần cổ áo này thì mình sẽ tô màu xanh lá nhé. Đây là hình ảnh mình tô màu cho một khóa tô của trường nhé. Phần váy bên dưới này mình cũng sẽ tô màu xanh lá luôn. Hoàn toàn sẽ tham khảo cho cách tô màu này, còn của mình rất là xinh mọi người nhé. Mình đã sử dụng một bộ sáp màu có 10 vòng để tô màu. Em thu lên 5 cái chưa nhỉ? 25. Mái tóc của nhân vật hoàn hình này sẽ tô màu hồng nhé. Thêm một ít màu nâu cho chiếc cánh tay của mình đang mặc bộ đồ gấu. Tiếp theo bàn chân của chú gấu là mình sẽ tô màu xanh lam nhé. Hello mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã quay trở lại channel tô màu xanh kênh của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho bức tranh, đó chính là một cái hình công chúa bong bóng rất là xinh thế này. Và ngay bây giờ thì mọi người hãy xem đó xem video này của mình để biết cách mình tô màu cho bức tranh hôm nay của mình nhé. Chúng ta cùng nhau bắt đầu video thì tô màu không? Mình sẽ sử dụng cái bộ màu bút sắc màu có 10 màu này để mình tô bức tranh của mình nhé. Thank you.
và bức tranh về một nhân vật hoạt hình anime đang mặc một bộ đồ gấu này đã được mình Tô Màu hoàn thành xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video Tô Màu cho bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like, ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye.